Ok, anh có một chú chó sói, bây giờ anh sẽ thuần phục nó. Rồi, bây giờ anh có một chú heo, là anh tấn công chú heo. Đó, thì con sói nó sẽ ra nó đánh con heo, đúng không? Giờ anh quăng trứng bom ra. Đó, anh đánh con trứng bom. Đó, đánh con trứng bom. Con sói nó không ra, nó đánh cho con trứng bom, kỳ cục không? Đó, nó chỉ đi theo anh thôi. Đó, kỳ cục không? Đó, con sói nó không ra, đánh con trứng bom. Trong khi quăng heo ra. Đánh con heo cái, nó ra nó cắn con heo. Đó, con trứng bom thì nó không đánh. Kỳ cục không? Kỳ vậy ta?